Vào ngày hôm qua 24 tháng 11, Canada đã lần đầu tiên công bố chiến lược thích ứng khí hậu quốc gia, bao gồm 1,6 tỷ đô la ngân sách tài trợ cho các chương trình bảo vệ cộng đồng trước tác động tiêu cực của sự nóng lên toàn cầu. Canada là nước sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới và là nước phát thải carbon cao thứ hai trong nhóm G20 tính theo bình quân đầu người. Giống như nhiều quốc gia trên thế giới, Canada đang chứng kiến sự gia tăng của thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, với thiệt hại trung bình hàng năm được dự báo sẽ lên tới 15,4 tỷ đô la Canada vào năm 2030. Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu tập trung vào 5 ưu tiên bao gồm cải thiện sức khỏe, xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng công cộng có khả năng phục hồi, bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học, hỗ trợ nền kinh tế và giảm tác động của các thảm họa từ thiên tai. Viện Khí hậu Canada cho biết, động thái này thể hiện một bước tiến lớn của chính phủ, nhưng vẫn cần thêm chi tiết về cách giải quyết các rủi ro khí hậu và các quy trình phối hợp các kế hoạch hành động cần phải rõ ràng hơn.